Nhắc đến An Giang, vùng đất đã sản sinh ra bao thế hệ anh hùng, chúng ta không thể nào không nhớ đến cố chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với vẻ đẹp nơi cù lao ông Hổ quê Bắc. Từ trung tâm thành phố Long Xuyên, để sang được cù lao ông Hổ phải mất khoảng 20 phút đi qua phà Ô Môi. Bến phà này gắn với cuộc sống mưu sinh tấp nập của người dân vùng sông nước nơi đây, nhất là vào buổi sáng. Lên phà, chúng ta sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp sông nước mênh mông, rộng lớn, cùng những chiếc thuyền ghe mang đậm nét riêng của miền Tây Nam Bộ. Và rồi, dòng sông Hậu mênh mông, hiền hòa, rẽ lối đưa chúng tôi về với miền quê thân thương của Bác. Quê Bác Tôn, đây là xã nông thôn mới Mỹ Hòa Hưng, nằm trên cù lao ông Hổ, thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đến với khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ắt hẳn không ai là không sững sờ trước vẻ đẹp nơi ngôi nhà sàn thân thương của Bác. Ngôi nhà được thân sinh của Bác xây dựng vào năm 1887 theo lối kiến trúc truyền thống của nông thôn Nam Bộ. Đây là nơi vị cố chủ tịch vĩ đại của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời và gắn bó suốt thời niên thiếu. Là một người con miền Nam, Bác Tôn chưa bao giờ thôi nhớ nhung mảnh đất và con người nơi đây. Bác đã bao lần trở lại quê hương bằng chiếc phi cơ riêng IAK-40 mang số 452 vẫn còn được giữ lại trong sân khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chiếc chuyên cơ này đã đưa Bác từ Hà Nội vào Sài Gòn dự lễ kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Và đây là chiếc xe Bearjet 404, là chiếc xe đã đưa Bác Tôn đi làm việc trong những tháng ngày ở Hà Nội. Hiện vật này vẫn còn được giữ gìn cẩn thận cho đến ngày nay. Đến với phòng trưng bày, ta sẽ bắt gặp bức ảnh chân dung Bác Tôn rất đỗi thân thương và những cột mốc trên con đường sự nghiệp cách mạng của người. Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày những vật dụng thân thuộc, gắn bó suốt cả cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Chưa bao giờ những con người An Giang thôi tự hào về vị cố chủ tịch vĩ đại này. Và đó cũng là niềm tự hào của người dân An Giang nói chung hay người dân xã Mỹ Hòa Hưng nói riêng, khi nơi đây không ít lần tiếp đón khách du lịch quốc tế về tìm hiểu thêm về con người và sự nghiệp cách mạng của Bác. Đền thờ Bác Tôn được xây dựng hoành tráng trên đỉnh cao với 3 bậc cấp, bốn phía đều có lối vào, đập, ngói đỏ, nóc có tượng Lưỡng Long Tranh Châu trông uy nghi vô cùng. Phía trong là tượng đồng bán thân của Bác Tôn đặt trên bục cao có chạm khắc hoa văn rất đẹp. Tuy nhiên, hiện giờ khu vực này đang được trùng tu nên chưa cho phép khách du lịch vào tham quan và thắp nhang cho Bác. Điều đáng mừng là năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích quốc gia đặc biệt. Mình ở đây cũng đã rất là nhiều lần rồi và mình rất thích ở nơi này. Lúc trước là nơi này chưa được sửa sang lại thì không có được đẹp như bây giờ. Mình tới đây để học tập về cuộc đời cách mạng của Bác, cũng như là tìm hiểu thêm về những cái sự nghiệp cách mạng mà Bác đã cống hiến cho đất nước. Em đến đây rất nhiều lần rồi. Và em đến đây vào những dịp lễ Tết hay là những cái dịp thứ bảy chủ nhật cùng gia đình, bạn bè, thì em rất thích không gian nơi đây, bởi vì nơi đây rất là rộng rãi, thoáng mát, có không gian yên tĩnh và nó giúp cho em có thể xả được những ưu phiền, những bộn bề của thành phố tấp nập ngoài kia. Thì tức là em hy vọng là sẽ đến đây nhiều lần nữa để có thể được đắm chìm không gian thơ mộng này. Tạm biệt quê hương Bác Tôn, chúng tôi lại trở về với nhịp sống Long Xuyên ồn ào, tấp nập. Xin mượn một đoạn thơ để kết lại chuyến đi này. Con vẫn nhớ Bác hoài, tuổi trai đẹp giấc mơ, năm xưa ấy, phải đâu năm xưa ấy. Ôi tuổi thơ và ngọn cờ vẫy mãi, cho chúng con phan khúc hát lên đường.